가지 브레이킹이고요. 네, 바비큐 지금 바로 준비하시기 바라겠어요. 네, 또 고기 준비하시고요. 바비큐 비용은 2만 원입니다. 홈돌이거든요. đây mình chuẩn bị BBQ nè mọi người, à, cái bàn ăn của mình nè, phòng này cũng đẹp ha, cái gì toilet nè mình, mình làm thịt nướng BBQ ngoài trời nè mấy bạn. Hồi nãy là tụi mình đi mua đồ ở trong siêu thị á, và bây giờ là mình sẽ ăn thịt nướng. Đây mình ở cái khách sạn này nè. Ở ngoài đây là biển đó mọi người. View đẹp. Đó các bạn nghe sóng biển không? Đây. Cái này là hút tây chi á bạn, là ở Hàn Quốc á thì nó kêu là thịt heo đen, còn ở Việt Nam của mình á là thịt heo rừng á mọi người. Nó kêu là tên tiếng Hàn là hút tây chi. Anh bạn của mình nướng cho mình ăn nè. Chu đáo dễ sợ. Wow. Rồi mà xích cách tà. Các bạn nghe sóng biển không mọi người? Ngồi ở biển mà ăn thịt xoa. Không rớt bia cho mình, trời mình đâu có biết uống bia đâu. Mình nự luôn. Uống nước ngọt. Nè, chấm bi. Chăng. Vô. 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 Bánh chai. Nên vô tiếng Việt. Bắt xích nè. Đó mua chua. Thịt chấm với muối tiêu. Có mua hộp muối tiêu nè. Nãy là mình đi siêu thị. Ở đây thì thịt đó là mình đưa cho người ta là 20.000 won. No. 20.000 won. Người ta làm cái dĩa nướng cho mình đó mọi người. Người ta làm dĩa nướng cho mình. Ổng không có ăn tiêu, mình ăn tiêu mọi người. Mình ăn tiêu. Mang cái tương Hàn Quốc. Bạn mình cũng ăn cái tương Hàn Quốc. Mình ăn tiêu, ngồi ở đây lạnh quá. Ừ, thịt nó phà vô đã quá vậy. Đó mù chua. Chú cơm chú cơm. Hả? Bên chân à? Ừ, bên chân à. 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 Mà sợ. Lần đầu tiên á mà mình ăn thịt nướng ở ngoài trời ở Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì mình ăn rồi nhưng mà bây giờ mình mới cái cảm giác là ăn ở Hàn Quốc. About the first time in Korean BBQ. Ok. Ờ.
Ok. Ừ. Chính cha. Ngon quá mọi người. Ngon quá. Mà dứt tỏ. Quay thật cho bạn con nha. Ồ, đang nướng. Thịt này ngon lắm á. Thịt này mình ăn ở Jeju là món này là món siêu nổi tiếng luôn. Nó là món nổi tiếng nhất Jeju rồi. Khi mà đến Jeju thì ai cũng phải ăn thịt Hokkaido hết. Nhưng mà là tụi mình không có ra quán, tụi mình ăn nướng như vậy á. Ở trước trước cái chỗ này mình đã cái này là nhiều lần. Thịt đó mọi người. Rồi cái mình cuốn với rau nha. Mình ăn một con xăm xa. Cái mình cuốn rau với thịt vậy nè mọi người. Cái mình giống như cái gì đấy thì tốt chăng? Sáng này mình không có ăn cơm. Chàng mẹ quay. Mỗi lần uống bia là mặt mình nhăn vậy. Thì uống coca vô đi. Chỗ của mình đang ở kêu là Jeju An chấm cơm. Mình sẽ để cái địa chỉ ở dưới cái video của mình. Nếu mà sau này các bạn đi Jeju mà muốn có cái cảm giác mà nướng ở ngoài trời mà nhìn ra biển như vậy á, thì cái view phòng như vậy á, thì các bạn có thể đến đây. Rất là thú vị đó mọi người.
Các bạn có con mèo. Nó mèo mình sao mình lại quay cái nó sợ nó chạy. Các bạn cái chỗ này nó là cái chỗ để bên chân. Đây.